Tiếp tục cho mấy anh em set 2 nha mấy anh em. Set 2 bắt đầu. 4.5. Trường quay. Pha đập bóng rất hay của Trần Trần Bồn. Vào lại đi anh em ơi. 1-0 cho Việt Nam rồi. Vẫn 4-4 à, vẫn 4.5. Quá hay, một pha quá quy luật của Đức Đại Bàng. Đức Đại Bàng cái tên thật là như Sophie chút gì các bạn à, mình không có biết tên tiếng Cambodia các bạn à. Điểm số bao nhiêu là 1-0. QMC phòng thủ tốt, Man Hoon bỏ bóng ăn điểm rồi. Quay 2-1 cho Campuchia. Campuchia Việt Nam 10 rồi về mình. Ba chơi đã bắt tung. Ba Siva lực. Bước 1 rất tốt của Dũng Lai. Trường Trắng Bom. Trường Trắng Bom. Quá tuyệt vời. Chỉ cần Trường Trắng Bom với Dũng Lai, nếu mà giữ được cái phong độ này là khó ăn Việt Nam lắm các bạn à. Trường Trắng Bom cái tầm trắng cũng tầm đập rất là tốt các bạn à. Hàng 6 đang vô hàng. Đút. Quá cao tầm cho pha bóng vừa rồi của Đút. 3-2 cho Cambodia. Ba hai do Đúc các bạn. 3-2 Chuyền một tốt của chúng lai. Trường Trắng Bom tiếp tục là Trường Trắng Bom. Trường Trắng Bom tiếp tục là Trường Trắng Bom. Quá hay. Quá nhiều pha đẹp mắt của Trường Trắng Bom trong trận đấu này hôm nay. Dùng lại phát bóng. Cơ hội cho Cambodia. Man Hoon đập bóng dàn lưới ăn điểm. Điểm số bây giờ là 4-3 rồi. Pha bóng vừa rồi thì Man Hoon đã bị dài quá đi. 3-4-3 bỏ bóng vẫn còn và đây là cơ hội Rick. Một đường y quá quyết đoán của Rick, một cái trái rất khó chịu của đến từ Cambodia. Rick được mệnh danh là cổ tay không xương của Cambodia nha anh em, quá khéo léo anh em. 5-3 rồi phải. Đăng ký ủng hộ kênh Hoàng Minh Quốc Huy anh em, hiện tại là 30 like rồi anh em, like ủng hộ cho Trường Trắng Bom. Tiếp tục là Trường Trắng Bom và chạm tới trắng ra ngoài, bóng chạm trắng Man Hoon ra ngoài. 4-5 từ Việt Nam. Anh em vào sau nhớ like video cho mình nha. Buôn Việt Nam buôn à. Ba Việt Nam buôn Campuchia chương 5. Quá uy lực. Chuyền một tốt của Yun. Man Hoon. Bóng vẫn còn. Lỗi chạm lưới của Hồng Cơ Bắp. Bóng vừa rồi. Hồng Cơ Bắp đã chạm lưới rồi. Rất tiếc cho Hồng Cơ Bắp. Rất tiếc và có chủ đích của Hồng Cơ Bắp. Tuy nhiên Hồng Cơ Bắp có thể 6-4. Và để chạm lưới phải bóng vừa rồi. 3-6-1. 3-6 tôi là 4. Trường Trắng Bom. Không thể trắng được Trường Trắng Bom các bạn ơi. Các bạn chỉ cần các bạn có thể thấy Trường Trắng Bom nếu cần tự tin lên thôi. Thứ gì chưa nổi. Hai đây. Và chạm trắng ra ngoài. Bóng chạm trắng ra ngoài. 7-5 cho Cambodia.
ba trang trên áo đấy mà hai chân tay ở đây rất có một số kiểu bảy năm cho Cambodia ba lượt tay gái pì đục chọt cho ba lượt ở trên trường chắn bom chắn bóng thành công vừa rồi lập pha chắn bóng thành công của bộ đôi Man Hoon và Rex nâng lên 3.8 đang bên Cambodia. Lần này trường chắn bom đã bị hàng trắng rào này rồi các bạn ạ. Ba phát bóng quá ghê của Đốt Quý và bây giờ tiếp tục Cambodia là ở đây Man Hoon. Cambodia là ở đây Man Hoon, một pha nổ xăng của Man Hoon quá khủng khiếp. Rơi bóng set đấu này thì Cambodia hiện tại đã 1.900 anh em xem rồi. Anh em có thể share và like video ủng hộ mình nha anh em ơi. Phát bóng ra ngoài của Đốt. Phát bóng rất hay của Dũng Lai. Đây một vòng khán giả cho các bạn xem lại. Các bạn muốn xem lại video chất lượng có thể lên đăng ký kênh mình nha. Mình sẽ cố gắng edit và đăng lại trên kênh sớm nhất để các bạn có thể trải nghiệm một trận đấu kinh điển. Phải là 3-4 năm rồi mới xảy ra lại được trận đấu ngày hôm nay các bạn ạ. Quá ghê. Bảy chín bóng vẫn còn và chắn bóng ra ngoài bóng chậm chắn ra ngoài 17 cho Cambodia 16 à 17 đập bảy đúng rồi anh có chơi mà chơi ít là mấy anh em muốn cho bà Nam Nam hậu quá hay quá hay vẫn còn bây giờ là chuyền chắn bom không được rồi. Man Hoon tầm bậc rất cao đã chắn bóng được pha bóng rồi của Trường Chắn Bom. 11-7. Và điểm số bây giờ là 11-7. Đập mũi Đô Linh. 11-7 anh đã. 11-7 anh. Thật sự mình rất là mong chờ kèo này rất lâu rồi các bạn ạ. Quá hay, pha bóng vừa rồi rất hay của Quý MC. 11 rút ngắn với Việt Nam. Ngay lúc này cần lắm những pha phát bóng ăn điểm trên lưới của Dũng Lai. Điểm số bây giờ là 8-11. Với những cú phát bóng quá có chịu của mình. 8-11. Ôi, đưa bốn cái tay lên thấy ghê. Mình lâu à. Man Hoon. Qua một pha lọt trắng rất hay của Man Hoon. Một pha lọt giữa hai trắng. Trường chắn luôn. Và không có bắp. Lên cho mẹ đông cho mẹ đai cho con đi hả bà. Xong mẹ đông xong mẹ đai cho con đi. Xe ba bị đụng màu. Chuyền một tốt của Dũng Lai. Trường chắn luôn. Trường này tốt. Pha đập bóng rất mạnh. Bạc chạm vào hàng trắng ra ngoài. Bóng 4 tập bi chắc hay bóng 4 nè. 92. Điểm số bây giờ là 92 rồi. Việt Nam bà buồn. Mai dương mà đập đi. Bóng vẫn còn. Đốt. Không được rồi. Bóng đã bay ngoài cột giới hạn rồi. Ông không phải cầu ơi. Bên kia không có cột giới hạn hay gì từ. 10-12. Bóng vừa rồi ngoài cột giới hạn rất là rõ ràng luôn nha anh em. Mình không biết là bên cao đánh có cột giới hạn hay không. Ngoài cột giới hạn rất là xa. Bạn em ca to vang lên bằng tình. Đã xuất hiện tranh cãi. Pha bóng đó không có gì để tranh cãi các bạn ơi. Quá rõ ràng, quá rõ ràng pha bóng vừa rồi. Bóng đã ra ngoài cột giới hạn. Điểm số bây giờ là 10-12 rồi. Dũng Lai phát bóng. Bóng vẫn còn. Cơ hội phản công cho anh em Việt Nam. Không có bóng. Bây giờ lại đây Quý MC. Vẫn còn cho Cambodia. Rick. Không được rồi. Rick không
một pha xử lý bóng không được tốt, bóng chưa sang lưới các bạn ơi. Mười một, quá hay, quá hay cho những cú phát bóng từ như này. 2001 anh em xem rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. À. Anh em mình xin anh em mỗi anh em một like nha anh em. Phát bóng quá tốt của Man Hoon. Bóng đã đi vào tuyến trắng và ra ngoài. 13-11, Man Hoon đánh tầm quá cao nè mình. Sau thời gian đi tập bãi biển và bốn chuyền bãi biển, muốn Man Hoon tung tập là số tiền Man Hoon quá tốt nè mình. Đúng như Man Hoon là một trong bốn chuyền bãi biển. Đội tuyển bốn chuyền bãi biển Campuchia. Anh em nào xem mờ thì đẩy lên chất lượng 7-20 nha. Rick đã vừa có một pha chạm lưới rồi. Bóng chạm lưới. Rip nhảy bóng chạm lưới nè. Rip nhảy chạm lưới. Hỏi mấy anh em. Tôi bóng ôn đi chưa đặt mặt tôi bàn tập vui tập. 12-13. Điểm đã được rút ngắn chỉ còn khoảng cách là 1 điểm thôi các bạn à. Rất quy lực. Đầy quy lực. Man Hoon. Xử lý bóng rất khéo của Man Hoon. Đó là những kỹ năng bãi biển của Man Hoon anh em à. Xử lý bóng. 14-12 cho Campuchia. 2002 anh em xem rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Chết đòn mong là nhìn nó rịa, rịa chỗ bộ tập. Anh em chỗ thủ nọt on nè. Bà lê. Quý. Một pha lách trắng của Quý MC. Bóng lọt giữa Man Hoon. Của Quý MC. 13-14 cho Việt Nam. Đúng rồi bạn ơi, Rick đánh thật sự rất đa năng nha các bạn. Vị trí nào trên sân Rick cũng có thể đứng được hết các bạn ạ. Phát bóng không qua lưới của Dũng Lai. Đốt phạt bóng. Bước một rất tốt của Dũng Lai. Quá tuyệt vời cho Quý MC. 14-15. Phong độ của các anh em phủi miền Nam hiện tại đang rất tốt các bạn ạ. Và bóng vừa rồi đút đã thủ. Ai nói anh em phủi miền Nam không dám đối đầu với Campuchia đâu. 14-15. Bây giờ là Man Hoon. Là bóng tốt của Man Hoon. Bóng trong sân của Man Hoon. 16-14. Chứ là xảy luôn cả Sipan nha anh em ạ. 16-14, khoảng cách 2 điểm. Điểm yếu của Việt Nam. Còn bây giờ là Trường Chiến Bơm. Bỏ bóng rất hay. Điểm được rút ngắn 15-16. Việt Nam mình là 2003 anh em xem rồi. Rất cảm ơn những anh em đang xem và ủng hộ kênh Mê Bóng Chuyền của mình. Chuyền một tốt của Jun. Đút đi bàn. Quá hay. Tiếp tục một pha bóng quá hay của Trường Chiến Bơm và Quý MC đã chắn bóng thành công pha bóng rồi của đút đi bàn. Quá hay cho Việt Nam 16 đều. Chào tất cả các anh em Hà Tĩnh, mình biết chắc chắn sẽ có các anh em Hà Tĩnh vào xem video này cho coi. Vì các anh em Cam vừa rồi ra ngoài giải Hà Tĩnh quậy quá quậy luôn. Các anh em Hà Tĩnh muốn xem cuộc đối đầu của những anh em phụ miền Nam với Campuchia ra sao? Đúng phép bóng 17-16 Campuchia. Bước một ổn định. Bây giờ là Quý MC. Bóng vẫn còn một vài thủ bóng tốt của Đúc. Man Hoon. Quá hay. Tiếp tục một pha bóng rất hay và rất đôi mắt của Trường Chiến Bơm và Quý MC. Không từ nào có thể diễn tả được một ngày đầy phong độ của Quý MC và Trường Chiến Bơm. Quá may, quá hay cho Việt Nam các bạn à. Hai ngàn bốn anh em xem rồi, quá tuyệt vời. 17 đều. Bóng vẫn còn. Man Hoon.
đập bóng tốt của Man Hùng. Trận đấu này 21 điểm tới các bạn à. Từ khi giao lưu từ cả ngày này đến toàn 21 thôi nha các bạn. Đây là lần đầu tiên mình quay lại stream trên YouTube đó, anh em coi ủng hộ nha, cảm ơn em rất là nhiều. Trường Chấm Bom. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời cho Trường Chấm Bom. Rất tỉnh quả bóng vừa rồi. Đã cố ý đẩy tay vào bóng, vào tay và bóng ra ngoài. Có bắt chuyện có phòng lỗi nhưng Trường Chấm Bom đã xử lý cái lấu. Bóng dặn chắn ra ngoài. 18 đều. 18 đều rồi anh em ơi. Set đấu này sẽ xếp 21 điểm. Ai đụng 21 thì người ta ăn nha nè. Trong Việt Nam hay chơi thôi nào. Chuyện 1 tốt của Jun. Man Hoon. Cơ hội. Bây giờ là cơ hội phản công. Không được rồi. 1 pha phản công tốt của WMC. Và là 1 pha chấm bóng tốt của Man Hoon. Rất tiếc cho WMC. Rác cổ luôn quá à. Anh em nhớ vào xem like video để YouTube đánh giá tốt tích cực để nó đề xuất lên thêm anh em vào xem nha anh em. Bây giờ là Trường Chấm Bom. Rồi không được rồi các bạn ạ. À. Cơ hội vẫn còn cho Cambodia. Vẫn còn. Tiếp tục Jun. Không vẫn còn. Trường Chấm Bom đã cho rằng vào bóng vừa rồi. Bóng chưa qua lưới. Trường Chấm Bom cho rằng vào bóng vừa rồi chưa qua lưới. Ủa ơi, bóng chậm chắn rồi. Tại đang chờ chủ sân chết lầy va các bạn ạ. Thì anh em nhớ đón xem trên kênh mình để mình chết lại những pha bóng mà gây tranh cãi nha anh em. Đó, anh em thấy ông vua Hồ Lan tịch đen đang đứng mặc áo trắng đó nè. Và như vậy là sau khi chết lại va thì pha bóng vừa rồi chưa qua lưới nha anh em. Vừa rồi thì bên bảo bên phiên dịch bên Cam đã ông ấy chẳng là anh tả đứa em là người dẫn dắt ở Cam đi không được gì. Pha đập bóng rất uy lực của Man Hùng. Pha đập bóng chạm chắn rất tại chỗ của Man Hùng. Nhưng mà rất anh sư Việt Nam. Điểm cho Cambodia 20-19. 20-19 set boy. Điểm cuối cùng set boy cho Cambodia. Đúng mà sra sra là chỗ chuyền một tốt của chúng ta. Chuyền Chấm Bom. Không được rồi. Và như thế là Cambodia đã chiến thắng với tỷ số 21-19. Chúc mừng.